lòng vòng không biết làm cái quái gì, giống như tụi nó đi tham quan cái viện bảo tàng hay cái gì đó. Rồi mẹ giờ chiếu cho cái thúi nè, mà dặn cái này là dặn vừa vừa thôi nghe, dặn nóng quá là mệt đó à. Sau khi khui đồ chơi xong rồi sẵn tôi khui cái này luôn. Chàng ơi, tụi nó tò mò tưởng đâu đồ chơi kìa. Cái này không phải nghe bà con, cái này sẽ có nhiều người biết, đây là cái đèn sưởi ấm nha. Cứ tưởng đâu thời tiết nó không có lạnh, ai dè mấy ngày nay, nhất là mấy cái buổi mà gần sáng sớm nha, chừng 5-6 giờ đó, trời ơi lạnh cống hết trơn luôn. Cái tụi này nó mừng dữ rồi, nó nghĩ là đồ chơi mua cho nó nha. Mà cái này không phải là đồ chơi mà cũng không phải đồ mua cho tụi nó nữa. Cái này tôi mua cho mấy con ở ngoài chuồng, ở ngoài chuồng là lạnh dữ lắm. Nè cái đèn này nè, cái cây đèn thì bảo hành 3 năm, còn cái bóng đèn thì không có bảo hành đâu. Chứ cái mùa lạnh này nè, mấy con mèo con nào nó không có mẹ đó là nó cần sưởi mấy cái này lắm nha. Đó, phiếu bảo hành nè. Trời ơi, vậy cái thùng này phải giữ lại nha, không có cho tụi nó phá được. Cũng không biết là bảo hành bằng phiếu hay bảo hành bằng cái gì nữa, chưa có coi nha, chưa có thời gian nha. Chỉ coi cái đèn này coi sao, coi có ghim nó có cháy hay không thôi. Cháy tức là cái bóng đèn ghim coi nó có sáng hay không nha, chứ không phải ghim cây đèn nó cháy đâu nha bà con. Nè cái bóng đèn này thì mua ghim nha, không có bảo hành, chỉ bảo hành cái cây đèn thôi. Những người ở nhà mà nuôi đông mèo đó, có mấy mèo con đó, cái đèn này nó rất là cần nha. Tôi đang kiếm cái máy sưởi, tại vì cái đèn này tôi nghe nói là nhiều khi gọi thẳng vô con mèo á, mà mình gọi thường xuyên quá thì nó sẽ bị mất nước hay nó bị khô da nha. Bây giờ cái này mà gọi thường xuyên quá cũng không tốt, mà tại vì cái thời tiết này nó lạnh quá trời lạnh rồi, phải xài thôi. Mấy con ở trong này cho dù có lạnh tụi nó cũng không sợ đâu, tại vì tụi nó có số đông. Ví dụ có lạnh cái tụi nó xúm lại với nhau là cũng rất là ấm rồi, chứ nó có mền có gói đâu. Còn mấy con ở ngoài chuồng á, nó phải xài mấy cái này. Ở trong đây có người nào đang xài cái máy sưởi mini hay là cái máy sưởi nào em không, mà cho mèo xài đó? Tức là cái máy sưởi nhỏ thôi đủ sưởi cho chừng 3 con mèo ở trong chuồng mèo đó, trong bầy ngựa đó. Còn mấy đứa này thì thôi khỏi nha. Trời ơi, cái đám này chắc xài nguyên cái máy sưởi khổng lồ quá. Mà thôi mấy con này mở giày nó không có lo đâu. Nè khi mà cái bóng đèn gắn vô đây nè, cái đèn này là cái nó chiếu cái ánh sáng hồng ngoại nghe bà con. Bởi vì nó chiếu vô da con mèo ngoài mà lâu quá là nó bị khô da đó. Mà trời lạnh thì phải gắng chịu thôi. Mình chiếu vài ngày thì cũng không sao, mà đừng có chiếu thường xuyên quá. Nếu mà mình chiếu thường xuyên thì phải có miếng vải, nó chắn ngang, nó che, chứ không có chiếu trực tiếp vô da con mèo. Cái thân đèn là 400 mấy, cái bóng đèn là 100 mấy đó. Cái thân đèn thì bảo hành 3 năm lận. Rồi bây giờ ghim điện thử nha. Đây, cái ánh đèn của nó đây à, nó chiếu hồng ngoại đó bà con. Đưa cái tay vô nó ấm dữ lắm nha. Nè giờ chiếu cho cái thúi nè. Mà dặn cái này là dặn vừa vừa thôi nha, dặn nóng quá là mệt đó à. Mình đưa cái tay mình vô, mình nhắm mình chịu được thì con mèo sẽ chịu được. Trời này là cũng chưa có lạnh lắm đâu, mà ngộ lắm chừng 6 giờ sáng nha. Tại sao mà 3 giờ khuya hay là 4 giờ khuya nó không có lạnh nha, mà 6 giờ sáng trời ơi nó lạnh cực kỳ luôn, bước ra ngoài cái là run luôn á. Chị nhận của chúng ta thì tranh thủ hết cái hơi. Cái đèn hồng ngoại này hiện cái thúi nó không có lạ gì đâu, tại ở nhà tôi là xài 3-4 cây rồi. Dạo này thấy trên mạng nó có bán mấy cái máy sưởi đó, không biết có người nào xài chưa ha. Mấy cái máy đó mà nó ấm thì mình không có phải xài tới cái đèn này. Nè dặn nè, chế độ nè, nó sáng nhất luôn nè. Thôi giảm lại đi, sáng quá nó nóng dữ lắm. Hồi đó ở nhà tôi nuôi mèo con mà mèo mẹ nó chết á, không có mèo mẹ đem về á, trời nó lạnh ngắt à. Có cái đèn này nó mới đỡ nha. Rồi xong tắt luôn. Tụi này nó cũng hiểu chuyện ha, nó biết cái đèn này đâu cho tụi nó đâu, bởi vì đâu có lợi dọc nhiều. Cái đèn này chỉ dành cho bầy ngựa thôi. Chà, cái hộp này phải để cất cho kỹ nha. Còn cái hộp này tụi nó có thể quậy nè. Cái bóng đèn thì khi nào nó đứt thì mình thay bóng khác. Còn cái thân thì mình được bảo hành 3 năm. Bây giờ phải giữ cái hộp lại. Chắc là bảo hành qua tờ giấy quá. Đó, tụi bay giỡn gì giỡn đi. Mà giỡn ở trong đó là tôi đỡ quét, chứ giỡn mấy chỗ rộng rộng mệt chết luôn. Rồi, cái này thì đem đi cất đi. Phải không bà con? Cái đèn này mà chiếu vô con mèo lâu quá nó bị khô da hay mất nước gì đó. Giờ trời lạnh quá thôi kệ, xài tạm cho mấy con ngoài chuồng ngựa đi. Bây giờ thì chưa có bật đâu, tạm thời để ở đây. Nhưng mà sao tôi để cái đèn ở đây tôi hồi hộp quá à. Sợ xui mấy quỷ lên đập để cái rồi xong luôn. Ở nhà tôi vui lắm nha, bất cứ cái món đồ nào mà để trên bàn sáng vô nó nằm ở dưới đất hết trơn. Mà mỗi một món nó nằm ở một vị trí khác nhau, nó di dời chỗ này chỗ kia chỗ nọ, không có cố định đâu nha. Rồi cái hộp này để tới ngày mai là banh liền. Rồi cái cây đèn này để kiếm chỗ khác để đi, chứ không dám để đây đâu. Sao mà mua đồ chơi càng nhiều tôi càng hồi hộp vậy ta? Nhất là những cái món đồ chơi mà nó có cái remote á. Trời ơi, cái remote máy lạnh của tôi nè, xém xém là banh rồi. Còn cái thùng giấy này nè, không có kiên nhẫn để ở ngoài, nó quào hoài quét hoài mệt quá. Thôi để tạm trong này đi. Nè những cái món đồ mà dễ gấp dễ quào nè, tạm thời tôi giấu trong này. Mà trong này là cái nhà dưỡng lão của tụi nó nữa.
Cái điệu này chắc cái nhà kho phải ra đời quá. Nhưng mà đồ mèo với đồ chơi quá nhiều thì cái nhà kho nó phải ra đời nha. Mà chưa có xiên. Xây xong cái nhà mèo chưa kịp nghỉ mệt nữa, xây nhà kho tới chắc đuối lắm. Mà thôi để từ từ đi, đồ chơi mà nhiều quá đi rồi tính. Nè bây giờ bà con coi nè ha. Chỉ cần tôi mở cửa ra thôi, cái đám này nó giống như khỉ gì đó. Nó gần, nó coi cái hành động của mình từng ly từng tí đó. Vừa mở cửa là có đứa nhảy lên liền. Mình thì còn có điện thoại mình bấm mình chơi nha. Còn mấy con này á, tôi vô là giống như là một cái gì đó cho tụi nó coi vậy đó. Giống như là mọi người thì thích xem phim, thích coi bọc quạ hay là chơi điện thoại. Còn mấy đứa này thì nó canh mình vô có gì chơi không, có gì ăn không, hay là mình đang làm gì ở đâu là đi theo nha. Bây giờ tôi mở cửa sổ này để coi bao nhiêu đứa nhảy lên nha. Đảm bảo với bà con là hơn phân nữa. Con nào không nhảy lên chắc nó đang ngủ hay đang làm gì đó. Nãy giờ nhiêu con rồi? Con mèo cũng nhiều chuyện nữa kìa. Cái thúi nhảy vô muốn hết luôn rồi. Cái nhà dưỡng lão tôi xây rất là thành công. Thành công là tại sao? Con mèo nào nhìn vô cái nhà này cũng muốn vô hết. Là thành công rồi. Đó là dưỡng lão thì con mèo nó phải khoái, phải thoải mái. Dương áo Dương áo cái gì cũng hay sao người ta trên. Lên, vô lẹ đóng cửa mày. Ủa mà thôi, bữa nay trời lạnh mà mới lạnh chi. Thôi vô đi khỏi đóng cửa. Quên nữa. Ơi, không được, không được. Tụi bay vô đây, tụi bay vào cái thùng không được nha. Bữa nay tao mệt, tao không có xuyên tao quét nhà đâu nha. Nó thay vì vào cái thùng thì vào cái ghế đi. Cái ghế có gì thì nó đỡ hơn. Tính kiếm 2-3 cái bàn cào móng để ở đây. Nhưng mà lại chứa thêm mấy cái bàn cào móng thì mình lại dọn dẹp nữa, mệt quá. Thôi cho nó vào cái ghế này thôi đi. Chừng nào cái ghế này nó banh thì tôi sẽ kiếm mua những cái món khác cho tụi nó chơi. Chà, cái mồi tụi này nó muốn xử cái thùng này quá trời rồi. Nó xử mấy ngày rồi mà cái thùng này nó vẫn còn nguyên dạng. Nhưng mà gác cứ xả ra hoài luôn. Thôi thôi thôi, không được rồi. Cho mấy đứa này vô mình phải giấu hết trơn những cái món đồ này nha. Không kịp. Thôi bây giờ tụi mày đi ra đi. Để dọn dẹp những cái món đồ này xong tụi mày vô sau nha. Đó, mọi người có thấy binh đòn của Khái Thúi chưa? Một cái binh đòn này phải gọi là binh đòn nhiều chuyện. Và để ý con sen làm cái gì, nhất cử nhất động gì của con sen, cái bọn này nó cũng dòm ngó hết. Thấy không? Ngậu vô nó ngồi chơi, ngồi dòm vậy. Còn mấy đứa này đứng cửa sổ rồi đi vòng vòng không biết làm cái quái gì. Giống như tụi nó đi tham quan cái viện bảo tàng hay cái gì đó. Rồi khi mà mở cửa ra thì đâu có nhiêu con muốn ra đâu. Đó, bây giờ muốn cho nó ra thì phải lùa ra ngoài hết, chứ không chịu ra đâu nha. Nhất là quỷ dòi đó, càng đuổi thì nó càng chạy vô trong nó trốn. Và nó cự mình luôn nha. Khi mà tôi đi ra ngoài tụi nó cũng không ra theo đâu nha. Bởi vì tôi nói rồi, cái nhà dưỡng lão này nó rất là thành công nha. Mày ra ngoài kệ mày, miễn sao tụi tao trong đây chơi được rồi. Còn cái chung cư nó ế nhệ luôn, thấy chưa? Cái nhà dưỡng lão nó còn khoái hơn chung cư luôn đó. Chắc vô đó tụi nó thấy thoải mái hay sao đó. Nè, cửa sổ vậy đó, cứ đứng ở đó hóng hoài. Cái sở thích của tụi này cực kỳ quá đáng luôn. Cái phòng lạnh của người ta đó, ý là hôm nay không có mở máy lạnh đó nha. Mà cái cửa mà tôi không có gài đi, từ ở trong nó mở cửa nó đứng ở đó, nó cho cái hơi máy lạnh bay ra để tốn tiền điện chơi vậy đó. Do đó cái cửa sổ là luôn luôn tôi phải gài lại. Tụi nó đã biết cách mở cửa sổ rồi nha bà con. Đúng là cái cửa kính này nó hơi nguy hiểm nha. Nhiều khi tôi mở ra thì nó nhảy qua nhảy vô được, mà khi tôi đóng lại nó vẫn nhảy nha. Còn nhiều khi nó bị đập đầu nữa. Chắc là cái cửa này nó trong suốt quá và nó nhìn không ra là lúc nào mở lúc nào đóng. Lâu lâu quên là cứ đập đầu hoài. Mấy cái tích cơ dán vô kiến mua rồi mà chưa có thời gian dán nữa. Thôi để tối nay dán luôn đi chứ cứ quên hoài. Chút xíu nữa tôi hỏi coi Khái Thúi nó rảnh không, kêu nó dán giùm tôi. Cái tích cơ mà để cho Khái Thúi dán không biết nó ra cái gì luôn á chàng.